Cả nhà thấy cái này, cả nhà biết cái gì không? Cái này là nó bán nguyên một cái hồ bơi cả nhà. Hồ bơi cái này là nằm mé bên ngoài á, cái bọc mé bên ngoài đó, nó bán nó sẽ làm hết cho mình luôn á. Cái hồ bơi nè, 467 nhân 324 nhân bạn 128 cm, chiều dài, chiều rộng, chiều ngang đó là 7.550 đồng rồi cả nhà. Đó, nó sẽ làm cho mình một cái hồ bơi, nói chung là rất là đẹp. Mùa hè tới rồi, ở trong nè cả nhà, đó mình chỉ vô mình tắm thôi đó, rất là đẹp cả nhà ha. Này cứng lắm nha, nhiều giá nha cả nhà. Hồ nhỏ bé tí dành cho nít thì 999 đồng đó. Cái này là cái vỏ lót bên ngoài thôi, rồi ở trong nó sẽ tới nó bỏ hộp đồ hồ bơi vô cho mình. Cái nhà cái hồ bơi gỗ này là 1.950 đồng đó cả nhà, thấy không? Cái hồ này rất đẹp. Mùa hè rồi đó cả nhà, mình chỉ lại mình mua thôi rồi nó kéo tới đó. Đó. Nó làm cho mình rất là đẹp luôn cả nhà. Bên xa xa bên kia cũng còn mấy cái hồ nữa đó cả nhà, thấy không? Nói chung là mấy ngàn cái không, 4.000 mấy, 3.000 mấy. Mùa hè tôi mua về là tắm đó cả nhà, nóng quá mua về tắm. Hello, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Alex Lien Family, cuộc sống tại Lyon Pháp. Hôm nay thì mình sẽ đi mua đồ của kim khí điện máy, đồ điện, đồ này kia cả nhà. Đồ điện, đồ làm ống nước, đồ tất cả cái này kia đó. Ở bên Pháp nó có cái chỗ này rất là lớn, nó kêu bằng Castorama đó cả nhà. Merci. À, cả nhà thấy không? Trong đây nó bán rất là đồ, nhiều đồ luôn. Nó cũng giống như IKEA vậy cả nhà, giống vậy đó, nhưng mà hai cái hãng của nó thì khác nhau ha. Chỗ này nó cách nhà mình khoảng cỡ 10 cây số, mình đi gần nhà mình, gần nhà mình nó có, cho nên là mình đi gần nhà mình, nó cách khoảng 10 cây số rồi cả nhà. Nói chung là ở trong đây nó có đủ trang trí một cái nhà luôn cả nhà, đủ đồ để mua về trang trí một cái nhà luôn. Ở bên Pháp thì nó có nhiều cái chỗ thương hiệu để bán đồ để trang trí nhà cửa rồi đó, sơn xiết từ này kia đầy đủ. À, nó có của IKEA, của Thụy Điển á. Cái này là Castorama. Rất là lớn luôn cả nhà. Chỗ này là sơn đó cả nhà. Sơn sơn nhà, sơn đồ đó. Rất là nhiều. Rất là nhiều luôn cả nhà. Nói chung là nãy mình cũng có nói với cả nhà, mình vô trong đây là nó có đầy đủ cho mình làm một cái nhà luôn, nhà villa luôn ha, chứ không phải là cái nhà cấp 4 rồi đâu nha. Nhà villa, nhà gì cũng có hết, biệt thự gì mà mình vô đây là mình đủ cho mình làm một cái nhà luôn. Còn những cái khác thì mình không nói tới ha, cái nào nó cũng có hết. Đi mua cái gì? Mua cái gì chồng? Đi mua cái gì á? Mua điện về sửa nhà hả? Chuẩn bị ăn Tết hả? Thôi điện sửa nhà chuẩn bị ăn Tết hả? Hả? Mình thì mình không có rảnh đâu để mình đi 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 quay không cả nhà ha. Nếu mà mình quay một cái gì đó là mình phải đi vô chỗ đó, mình cần cái gì đó mình mua rồi này kia rồi mình mới quay cả nhà. Chứ còn bình thường thì không có thời gian để mà đi vô không mà kiếm mà quay đâu ha. Có hồ nước tắm luôn cả nhà. Đó. Nó mua hồ nước về tắm 599 euro. Mình phải coi theo cái số ở trên đó cả nhà. Nè, ở trên nó có cái nguyên dàn số nữa nha, thấy không? Mỗi cái dàn số nó để nó bán cái gì đó, mình coi theo cái đó đó rồi mình nào coi thôi, chứ nó nhiều quá đi cả nhà, biết không? Nó nhiều quá thì không thể nào mà mình biết hết được hết á. Mà ở đây thì không có ai đứng mà bán đồ cho mình ha, chỉ có những người mà hướng dẫn đó.
Những người mà hướng dẫn thì mình hỏi gì người ta chỉ mình thôi. À, bác sĩ chỉ nó nói cái máy lạnh này bán có 80 euro cả nhà, mà hôm bữa mình mua tới gần 600 đồng. À, nó chỉ rồi cả nhà thấy không, nói vậy thôi chứ tùy theo loại máy cả nhà ha. Cái này phải bỏ nước vô chứ không phải máy lạnh nha cả nhà. Nè cả nhà thấy nó để chữ reservoir d'eau, reservoir d'eau de 5 lít là phải có 5 lít nước chứ không phải máy lạnh đâu. À, lách giỡn đó cả nhà, máy lạnh đâu có 80 đồng, không phải máy lạnh bữa mình mua gần 600 bạc, 500 mấy gần 600. Này bồn nước cả nhà, bồn chứa nước. Oh no, bồn lọc nước bậy bạ, bồn lọc nước 2190 đồng đủ loại. Vô đây giống như mình lạc vô cái rừng vậy cả nhà. Đi Alasmo này về làm gì luôn, ở nhà mình cũng không biết nữa. Mấy này mình cũng không biết Alas làm gì luôn. Cái này giống mấy cái, à mấy cái này để bỏ cái chai keo vô nha. Bỏ chai keo vô để mình xịt ra đó, mà mình tưởng cái đồ bơm xe đạp chứ. Này gì đây? Vừa đi xong đã Alexi đi đâu mất tiêu à? Không biết đâu cả nhà. Trời ơi, nó lớn cỡ như vậy, nó lạc không biết đường đâu mà mò luôn á. Đi đâu mất rồi không biết. Alexi? Alexi? Ồ. Đi đâu mất tiêu rồi? Nó lớn vậy lạc bỏ mình trong đây hơn mình không biết đường luôn cả nhà. Alexi. Ô là. Wow, đi lề là lớn quá trời mình. Bên đây nó sắp tới hè đó cả nhà. Cuối tháng này đa số người ta nghỉ hè nhiều lắm, cho nên là người ta có thời gian đó. Dù là có đi chơi đi chăng nữa cũng khoảng tuần hai tuần thôi. Rồi mình cũng phải về nhà ở nhà, cho nên là người ta có thời gian đó. Người ta mua đồ về người ta sửa nhà rồi người ta làm này làm kia. Cả năm trời người ta không có thời gian để làm á, đi làm không có thời gian làm, cho nên là nghỉ hè đa số người ta đi mua bán này nhiều lắm. Mình có nhiều cái trong này mình không biết cái gì luôn cả nhà, mình không biết kêu bằng cái gì, mình làm cái gì luôn. À, này sofa để làm sưởi ấm, cái này xứ lạnh mà sofa thì nó bán nhiều. Máy lạnh thì hiếm nha cả nhà, chứ còn sofa thì nhiều, bán nhiều. Tại máy lạnh rồi một năm nó có 2-3 tháng nó hơi nóng thôi thì đi mua máy lạnh thôi, giống như mình vậy đó. 2-3 tháng nóng quá chịu không nổi mới chạy đi mua máy lạnh thôi. Hồi trước có máy lạnh rồi sau đó mình tháo máy lạnh gắn tường đó cả nhà. À, lát tháo rồi em bỏ rồi, chật quá tháo ta thấy không có sử dụng, có tháo ra bỏ, kêu người ta tới cho mà người ta còn không muốn lấy nữa. Bây giờ nóng quá phải đi mua. Hôm bữa mình đi mua cái máy lạnh đứng á, để trong nhà vậy đó, mình đẩy tới đẩy lui vậy cho nó khỏe, chỉ sử dụng có 2-3 tháng thôi chứ tới tháng 9 là nó mát trở lại rồi, nó đâu còn nóng nữa đâu, bắt đầu nó lạnh rồi. Cái này là cửa phòng, cửa này kia đó nè, nó bán sẵn vậy nè, mua về mình gắn vô thôi. À, ha. 1.400 mấy chục, 1.500 một cánh cũng có, 1.900 cũng có, 2.000 cũng có. Ở nhà thấy đó là cái cửa sẵn rồi nè, mình mua về cái mình gắn vô thôi, tiện hai cả nhà ha. Cũng có cái 2.000 mấy nữa nè, nhưng mà cũng có cái 500-600 tùy theo kiến, tùy theo model đó.
cửa không cả nhà. Đẹp ha. Mình mua về cái mình gắn vô thôi, không có cần phải làm cửa rồi ha. Mình ở bên Việt Nam thì mình làm cửa cả nhà. Cửa mình làm xong rồi mình gắn kiến rồi vô mình bắt bản lề rồi mình đặt cửa ha. Ngõ này làm sẵn cho mình luôn, chỉ có mua về là gắn vô cửa thôi. Mình đo cái cửa mình bao nhiêu rồi mình mua về cái mình làm mình gắn vô thôi cả nhà. Tiện quá trời ha. Trời ơi, băng keo. Băng keo mà đăng keo đặc biệt đó cả nhà. Mà 20 mấy đồng một cuộn, thấy ghê không cả nhà. Băng keo này đặc biệt mà, mình dán nó không có bị nóng đồ này kia, nó cũng không bị chảy luôn cả nhà. Rất là hay ha, nhưng mà điều hơi mắc một chút thôi. Rồi băng keo hai mặt. Băng keo hai mặt để mình dán mặt trong với mặt ngoài đó. Cũng 10 mấy đồng một cuộn luôn cả nhà. Nè. Ha. Đâu rẻ đâu. Nhưng mà đều mấy băng keo này là loại băng keo đặc biệt không à. Mình dán được mặt trong mặt ngoài mà nó có độ nóng là nó không bao giờ chảy luôn, cho nên mới mắc. À, let's mua nè. Xong chưa nhờ? Đồ ăn không có mà mua toàn đồ này không cả nhà. Nhìn vô đây mình cần gì mình mua đó thôi, chứ thật ra nó bán nhiều quá mình không biết nó bán gì luôn cả nhà. Cái này giống mấy cái chài đâm tiêu ha. Mình nói giỡn vậy thôi chứ cái gì mình cũng không biết cái gì luôn. Nói đại vậy thôi cả nhà, nói cho vui vậy. Xong chưa chồng? Đi nè, à lên. Ok cả nhà, mình đi nãy giờ mình mỏi chân quá. Mà nó lớn quá đi, mình không có đi hết để quay phim được cho cả nhà xem nha. Mình chỉ đi những cái gian hàng mà Alexi cần mua gì đó thì mình đi rồi mình quay cho cả nhà xem thôi. Tổng cộng mua nè. Hai đứa mua về nè đó, Alex mua không chứ không phải mình, nhưng cả nhà mình không biết mua bả này đâu. Giờ đi ra tính tiền. Cái này giống như cái vô lăng lái xe, lái phi thuyền hay gì nữa cả nhà. 99 đồng này mình không biết làm gì luôn. Đồ ngày phụ tùng đủ. Alex mỗi vít cùm búa. Này nó có nguyên bộ đồ nghề luôn đó nha. Nguyên bộ đồ nghề luôn. Đồ cái gì mình không biết luôn. Đồ siết ốc hay gì á, để dặn siết ốc gì đó không biết. Cái máy sơn. Cái sơn. Máy sơn. Tán kia. Cái này để sơn tường á nhà, cái máy mà để sơn tường á, bỏ nước sơn vô rồi mình sơn đó. Nó là ngộn ha, 150 mấy đồng, giống như 160 đồng một cái. Nhà anh tiện cái nhà ha, bỏ nước sơn vô xịt nó, cả nhà thấy người ta xịt trong đó cái hình á. Bỏ nước sơn vô xịt. Xịt. Bên đây tụi làm gì cũng tiện. Ok thôi cả nhà, bây giờ ra tính tiền về cả nhà, đi rất mỏi chân quá. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video mình quay đi Castor Roma cho cả nhà xem. Mua ba mấy cái đồ gia dụng, đồ nè, đồ làm nhà, sơn xiết, rồi nói chung là ốc vít phụ tùng gì nó nè, trong đây rất là nhiều thứ luôn. Ok cả nhà, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha. Cả nhà nhớ đăng ký để được theo dõi những cái video tiếp theo mà Liên up lên cho cả nhà xem nha. Mỗi cái video thì mình sẽ tranh thủ mình đi làm cái gì, mình mua cái gì hay mình đi đến chỗ này chỗ kia, có công chuyện thì mình đi xong rồi mình thấy cảm thấy được thì mình sẽ quay cho cả nhà xem ha. Để cho cả nhà biết thêm về cái bên Pháp bán những cái này cái kia cái nọ đồ. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Mình chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình ha. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại lần sau. Bye bye.